Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 6, bài số 6, phần luyện tập 2 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài tập hôm nay. Bài số 6 phép trừ và phép chia. Bài luyện tập 2. Câu số 52. Câu A tính nhẩm. Tính nhẩm bằng cách nhân hờ số này và chia hờ số kia cùng một số thích hợp. Có nghĩa là ví dụ mình thấy 50 này nếu mà nhân cho 2 bằng 100 đúng không? Như vậy 50 nhân cho 2 thì 14 này mình chia cho 2. Nhân 2 chia 2 cùng một số thì tất sẽ không thay đổi đúng không? Tương tự 16 và 25 thì mình thấy là 25 nhân 4 sẽ bằng 100 là tròn trăm đúng không? Như vậy là 25 mình nhân cho 4 thì 16 này mình phải chia cho 4. Nhân 4 chia 4 cùng một số thì tất sẽ không thay đổi nhé. Còn câu B tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp. Ở đây là 2100 chia cho 50. Như vậy mình thấy là 50 này nhân cho 2 thì bằng 100, có nghĩa là tròn 100. Như vậy là 50 nhân 2, 2100 này mình cũng nhân 2 đúng không? Nhân 2 cho cả số bị chia và số chia thì hương sẽ không thay đổi nha. Đúng không nào? Tương tự này mình thấy là 25 mà nhân 4 thì tròn trăm, như là 1400 này mình cũng nhân 4, 25 mình cũng nhân 4 nhé. Cả số bị chia và số chia cùng nhân 4 thì hương sẽ không thay đổi. Tiếp theo câu C tính nhẩm bằng cách áp dụng A cộng B chia cho C thì sẽ bằng là A chia C cộng cho B chia C. Thay vì mình là nhân phân phối thì cái này gọi là chia phân phối đúng không này? Trường hợp là chia hết thì mới áp dụng được nha. Như vậy là mình thấy là 132 chia cho 12 thì mình tách cái này ra. 132 thì bằng 120 cộng cho 12 đúng không? 120 chia 12 thì mình nhẩm được đúng không? 12 chia 12 cũng nhẩm được đúng không? Tương tự 96 này thì mình tách ra là 88 cộng cho 8 đúng không? 88 chia 8 mình nhẩm được và 8 chia 8 mình cũng nhẩm được đúng không? Giờ như vậy câu số 52 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 52. Sau đó đối chiếu kết quả thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm câu 52A trước nha. Tính nhẩm bằng cách nhân hờ số này và chia hờ số kia cùng một số thích hợp. 14 nhân cho 50. Mình thấy là 50 mà nhân cho 2 thì bằng 100. Như vậy là mình 50 thì nhân 2, 14 thì chia 2. Nhân 2 chia 2 thì tất sẽ không thay đổi nhé. Nhân 2 và chia 2 cùng một số thì tất không thay đổi. 50 nhân 2 thì bằng 100. Còn 14 chia 2 thì bằng 7. 7 nhân cho 100 thì bằng 700. Đúng không nào? Tiếp theo là 16 nhân cho 25. Mình thấy là 25 này nhân cho 4 thì sẽ bằng 100 đúng không nào? Như vậy mình 25 nhân 4, còn 16 mình sẽ chia cho 4 nha. Nhân 4 và chia 4 kêu cùng một số thì tất sẽ không thay đổi. 25 nhân 4 bằng 100, còn 16 chia 4 thì bằng 4. 4 nhân cho 100 bằng 400 nha. Giờ tiếp theo câu B, tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp. Ở đây là 2100 chia cho 50. Mình thấy là 50 mà nhân cho 2 thì tròn trăm đúng không nè. Như vậy mình sẽ nhân 50 cho 2 và nhân cho 2100 cho 2 luôn. Nhân cho số bị chia và số chia cùng một số thì hương sẽ không thay đổi nha. Như vậy là 50 nhân 2 thì bằng 100. Còn 2100 nhân 2 thì bằng 2400 đúng không? Giờ 2400 mà chia cho 100 thì mình sẽ bỏ hai số 0 đi, còn là 42. Tiếp theo là 1400 chia cho 25. Mình thấy là 25 nhân 4 sẽ tròn trăm đúng không? Như vậy là 1400 mình nhân cho 4 và 25 mình cũng nhân cho 4 nha. 25 nhân 4 thì bằng 100. 1400 mà nhân cho 4 thì bằng 5600 nha. Như vậy 5600 mà chia cho 100 thì bỏ hai số 0 đi, còn 56 nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu C. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất A cộng B chia cho C thì mình sẽ bằng A chia C cộng cho B chia C. Này gọi là chia phân phối đúng không? Như vậy là 132 chia 12.
Thì mình tách 132 ra bằng 120 cộng cho 12 đúng không? Giờ chia phân phối vô. 120 chia cho 12 cộng cho 12 chia cho 12. 120 chia 12 thì bằng 10 nè. Cộng 12 chia 12 bằng 1 đúng không? 10 cộng 1 là 11 nha. Giờ tương tự 96 chia cho 8. Mình tách 96 ra là 88 cộng 8 đúng không? 88 chia 8 mình nhẩm được. 8 chia 8 cũng nhẩm được đúng không? 88 chia 8 thì bằng 11. 8 chia 8 bằng 1. 11 cộng 1 bằng 12. Đúng không? Bây giờ mình xong câu số 52 nha. Giờ câu 52 này có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bàn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu 53 luôn. Tiếp theo là câu 53. Bạn Tâm dùng 21.000 đồng để mua vợ nha. Có hai loại vợ. Loại vợ thứ nhất thì có 2.000 đồng một quyển. Loại thứ hai thì có giá là 1.500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vợ? Nếu câu A là Tâm chỉ mua loại 1, mua vợ loại 1. Câu B là mua Tâm chỉ mua vợ loại 2, đúng không? Chưa hết, như vậy là ta có nè. Thầy sẽ dạy câu 53 luôn nha. Ta có là 21.000 mà chia cho 2.000. Có nghĩa là thầy sẽ làm câu A chứ nha. Đây là câu A. Ta có 21.000 chia 2.000 đúng không? Có, bạn Tâm có 21.000 đồng mà mua vỡ lợi 1 có giá là 2.000 đồng. Như vậy mình lấy 21.000 chia 2.000 thì sẽ được 10 và dư 1.000 đồng đúng không? Vậy mình kết luận là nếu Tâm chỉ mua vỡ lợi 1 thì mua được nhiều nhất là 10 cuốn đúng không? Còn dư là 10.000 đồng. Còn dư là 1.000 đồng thôi nha, đúng không? Rồi câu B. Cũng tương tự là ta có luôn ha. Ta có là 21.000 mà chia cho 1.500 đồng. Câu B người ta nói là Tâm chỉ mua vỡ lợi ha. Bây giờ mình sẽ lấy 21.000 chia cho 1.500 sẽ bằng 14 và không có dư, có nghĩa là chia hết đúng không? Vậy mà kết luận là nếu Tâm chỉ mua vợ loại 2 thì sẽ mua được nhiều nhất là 14 cuốn, đúng không? Bây giờ mình xong câu số 53 nha. Câu 53 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy ba bạn cùng xem nha. Mình sẽ đi qua tiếp câu 54 luôn nha. Giờ tiếp theo câu 54, một tàu quả chở căn chở 1.000 khách du lịch nha. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi, càng ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch. Như vậy bài này người ta nói là một tàu quả càng chở 1.000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang và mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Như vậy trước hết mình tính xem mỗi toa sẽ chở được bao nhiêu khách đúng nè. Bằng cách lấy 12 nhân cho 8 được 96 chỗ ngồi. Mình lấy 1.000 này mình chia cho 96 thì mình sẽ được là bao nhiêu to đúng không? Giờ thầy sẽ giải câu 54 luôn. Như vậy là lời giải thứ nhất, mỗi to có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Vậy mỗi to có, mình lấy 12 nhân 8 đúng không? Sẽ ra được là 96 chỗ ngồi nha. Như vậy mỗi to sẽ có 96 chỗ ngồi. Lấy số hành khách chia cho số chỗ ngồi của một to thì ta được là 1.000 chia 96 thì bằng 10 đúng không? Và dư 40. Như vậy để chở hết 1.000 khách thì ta cần 10 to để chở 960 người và một to còn lại nữa để chở 40 người dư thừa đúng không? Và như vậy 10 cộng 1 là 11, vậy ta cần ít nhất là 11 to nha. Giờ như vậy mình xong câu 54 nha. Giờ câu 54 này có em nào có quả giống hay để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu 55 luôn. Giờ tiếp theo là câu 55, sử dụng máy tính bỏ túi. Ở đây mình bấm dấu này để dấu chia đúng không nè. Như vậy mình muốn 608 chia 32 thì mình bấm 608 và bấm chia 32 giờ bấm dấu bằng là ra kết quả đúng không nè. Ở bài này người ta nói dùng máy tính bỏ túi để tính vận tốc một ô tô. Biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được là 288 km. Như vậy người ta kêu mình tính vận tốc của ô tô đúng không nè. Người ta cho thời gian nè 6 giờ và quãng đường là 288 km. Mình nhớ là vận tốc bằng quãng đường chia thời gian đúng không nè. Giờ tiếp theo người ta kêu tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích là 1530 m2.
chiều rộng là 34 m. Mình nhớ diện tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy muốn tính chiều dài mình lấy diện tích chia cho chiều rộng là ra kết quả, đúng không? Giờ câu 55 này thầy sẽ giải luôn, nó cũng đơn giản thôi, đúng không? À, như vậy là người ta kêu tính vận tốc cho quãng đường, cho thời gian giờ cũng dễ, đúng không? Như vậy là giải thứ nhất này. Ô tô đi 288 km trong 6 giờ nên vận tốc sẽ bằng, mình lấy quãng đường chia cho thời gian, đúng không? 288 chia 6 thì bằng 48 nha. Đơn vị là km trên giờ. Vì quãng đường là km, thời gian là giờ nên vận tốc sẽ là km trên giờ nha. Tiếp theo, người ta kêu mình tính chiều dài, đúng không? Miếng đất có chiều rộng 34 m, diện tích là 1530 m², thì chiều dài sẽ bằng, mình lấy diện tích chia cho chiều rộng, đúng không? 1530 chia 34 thì sẽ bằng 45, đơn vị sẽ là mét, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 55 nha. Giờ câu 55 này có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp 6, bài luyện tập 2 nha, bài số 6, bài luyện tập 2. Giờ nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt em nha.